Cái giá đất này con người á, vô minh làm cho cái trược nó nhiều quá, mà nhiều người biết tu tập biết quay đầu á thì cái trược nó sẽ tan đi, nó cũng giống như một cái màn sương đen vậy đó, mình có nhiều cái đuốc mình đốt lên thì lâu nay á, cũng được một số đuốc rồi, thì ngoài kia mà nếu mà ai mà giỏi á, thì làm cho nhiều đuốc nữa thì người đó sẽ còn có công đức cực kỳ lớn á. Nhà quê lên phố nói anh hỏi mấy chư thiên giùm em là mấy thằng CS là gì ta? Mấy thằng CS chết nó có thằng nào được lên trời không anh? Chỉ CS ha. À CS hiểu rồi hiểu rồi. CS là mấy đại ca hả? Đã nói rồi, nương nghiệp là đã mang chữ nghiệp vào thân thì đừng có trách trời gần trời xa, nước nghiệp phải trả cái nghiệp, mà khi trả cái nghiệp cũng nhau nước Nga phải trả cái nghiệp hồi thời xưa đó, là dựng lên cái thể chế không có đúng, thì hôm nay nước Nga trả nghiệp thì Putin nó cũng là đại diện để trả nghiệp thôi, nước nước của tôi mắc nợ nhiều quá tôi hôm nay tôi trả nghiệp cho đó, là thành ra bị te tương vậy. Thì nhiều lúc mấy đại ca cũng mang sức mà trả nghiệp, cũng giống như mình tu học thì có những lúc mình gặp Bồ Tát nghịch để mà khảo mình thì mình mới tu được, chứ mình nếu không có Bồ Tát nghịch mình không có tu, cho nên mình cũng đừng có trách. Nhiều lúc mấy đại ca cũng lên thì mình không biết á. Ôi, nhảy nhiều à. Nguyễn Quế Lâm nói làm sao để được sống sót vào thời Thánh Đức Chúa ơi, thì con lại sám hối mỗi ngày đọc kinh ngồi thiền thì sẽ được. Chỉ có đọc kinh ngồi thiền trong lúc này thôi thì mọi chuyện nó làm cho mình tâm nó hạ xuống, tinh thần nó giảm đi cái sự stress, sự áp lực của cuộc sống, của đời sống hàng ngày mình đang phải đối diện, nhất là việc làm, tiền bạc, vật giá leo thang, xăng nhớt, buôn bán làm ăn không có được. Ừ, bán vé số bây giờ cũng bán hết, tại vì người ta nghèo người ta đâu có tiền đâu ta mua vé số, mà có nhiều khi chúng không biết có chỗ vé số có tiền chung không nữa. Papaya nói hồi bác chính qua Mỹ có rước chú về Việt Nam không? Bác chính qua đây á, gặp mấy thằng nịnh Việt kiều Mỹ nhiều quá, chú thì cái tánh không có thích nịnh cho nên không có biết nịnh hót, cho nên mấy thằng nịnh nó nhiều quá chú, chắc không biết bác chính tên ai. Tại vì muốn mời công ty Mỹ thì mình phải có uy tín, và mình ở đây mình phải có cái tiếng nói của Mỹ thì mình mới mời Mỹ, còn mấy thằng nịnh hót ở đây á, nó làm không có được tích sự gì á, mà nó nói nó có một nó nói mười á, nó chính diện nào chính đâu có biết, nên thôi chú cũng bó tay luôn á, nó sẽ làm hư cái chuyện của người khác chứ không phải là nịnh mà lại không hư cho nước Việt, hư nước Việt á. Là những thằng đó là gì, nó ăn cắp IP, nó có cái sổ về đen của Mỹ rồi, thì bác chính nghe mấy thằng đó có nghĩa là bác chính nghe mấy thằng tòng phạm.
đi đi ăn cắp IP của